Tiếp tục với lại cái phép tính cộng và trừ không công thức với toán Soroban ở hàng đơn vị. Thì các mẹ khi mà hướng dẫn cho các con thì sẽ thấy là rất là khó khăn. Khi hướng dẫn các bé là cộng thì phải đi lên và trừ thì phải đi xuống. Bởi vì sao? Bởi vì các bé cần phải đếm thì các bé mới có thể thực hiện được. Và rất hiếm có những bé có thể hình dung được cái việc là đi lên đi xuống theo số lượng. Vậy thì sẽ có một tip nhỏ cho các mẹ khi mà hướng dẫn các con ở độ tuổi mầm non, là ở độ tuổi 3 tuổi rưỡi, 4 tuổi, 4 tuổi rưỡi và 5 tuổi, đặc biệt là các bé tiền tiểu học là 5 tuổi rưỡi và 6 tuổi. Thì các mẹ có thể hướng dẫn các con cộng như sau. Ví dụ mình sẽ biểu diễn một vài phép tính để các mẹ có thể hình dung. Cô có 1, 1 làm thế nào ạ? 1 thì sẽ có một ngón đi lên. Cộng với 2, làm thế nào để có 2 ạ? Chúng ta sẽ có hai ngón đi lên, cộng 2 mà. Chúng ta sẽ có hai ngón đi lên. Hai ngón đi lên như thế nào nhỉ? Các con cùng đếm với cô nào. 1, 2, trừ 3. Làm thế nào để trừ 3 ạ? Trừ 3 thì chúng ta sẽ phải có 3 ngón đi xuống. Và chúng ta sẽ đếm như nào ạ? 1, 2, 3. Cộng 4. Cộng 4 thì chúng ta sẽ có cộng như nào nhỉ? Sẽ có 4 ngón đi lên. Chúng ta sẽ cùng đếm nào. 1, 2, 3 và 4. Cộng 5. Cộng 5 bằng 9. Đấy là cái cách để các bạn có thể hướng dẫn cho các con. Và bây giờ thì mình sẽ đọc một vài phép tính để các mẹ có thể hướng dẫn cho các con cộng và sẽ cùng đếm với các con nhé. 2, 1, 2, cộng 2. 1, 2, trừ 3. 1, 2, 3, cộng 1. Cộng 1 bằng 2. Đúng rồi ạ. Tiếp tục ạ. 4, 1, 2, 3, 4, trừ 3. 1, 2, 3, cộng 5. Cộng 5, trừ 1. Trừ 1 bằng 5. À, 5 là gì ạ? 5 chính là anh béo ở trên ngón tay đấy. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đọc ba phép tính thật là chậm để các mẹ có thể hướng dẫn cho các con ạ. Và bây giờ thì mình sẽ không làm trên ngón tay nữa. 2 cộng 2 trừ 3 cộng 5 bằng. Tiếp tục ạ. 3 cộng 1 trừ 3 cộng 2 bằng. Tiếp tục ạ. 5 cộng 2 trừ 5 cộng 1 bằng. 2 cộng 2 trừ 4 cộng 5